Trong gai rất nhiều phía trước và con sẽ không biết đâu vì bố mẹ luôn là người dẫn đường. Chỉ cần mạnh mẽ chút thôi, một chút nữa thôi sẽ không có gì là khó và luôn tự tin vào chính mình. Giúp con chinh phục cuộc đời lớn thôi. Thử thách lớn không? Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady, sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. 1, 2, 3. Một tuần đã trôi qua, nhưng chắc hẳn những cảm xúc về một ngày bất ngờ dành cho mẹ vẫn còn vẹn nguyên ở cả ba gia đình Cam, Xoài và Andy Khánh. Quả thật, món quà dù lớn hay bé, dù mang giá trị vật chất hay tinh thần, chỉ cần nó xuất phát từ sự chân thành của những người thương yêu, thế là đủ. Ở tuần này, sẽ lại là ba bất ngờ thật khác đến từ bố con nhà Son, Đậu và anh cả Andy. Kế hoạch tác chiến của các bố con để gửi lời cảm ơn đến mẹ sẽ như thế nào đây? Hãy cùng theo dõi nha! Tập 10. Cảm ơn mẹ yêu. Ôi trời ơi, em ơi. Một buổi sáng đẹp trời ở nhà của Đậu, bố Duy đang đánh thức Đậu dậy. Nhưng mà còn mẹ mắm đâu rồi ta? Yêu không? Ôi, tóc tai bù xù này, trông này như cái con sư tử ấy. Thì ra là mẹ mắm đang chuẩn bị bữa sáng cho cả gia đình. Mặt. Đưa tay ra để bố lau cho nè. Rồi. Đẹp trai. Được chưa? Ok chưa? Đậu ơi, chải ra cho mẹ nào. Chải ra cho mẹ. Con nghe chải. Con chải được mà. Đây nè, đặt bánh mì lên để mẹ lấy sữa. Mặc chiếc áo vào nhá. Mặc chiếc áo vào cho đỡ lạnh nè. Nè bố nè. Tay đâu? Tay bên kia đâu? Nè. Ok. Đỡ lạnh chưa? Muốn chơi, muốn chơi. Cài vào cửa. Ôi trời ơi. Đẹp trai rồi. Ok. Trời nay khá lạnh nhỉ? Ừ. Sáng sớm mà. Còn lạnh lắm. Ăn đi, đi, cho mẹ một miếng bánh mì. Bố xé cho Đậu ăn đấy. Hình như là mẹ mắm nhận được gì đó. À, chính là thư của chương trình đây mà. Đọc đi. Xem là gì nhá. Liệu hôm nay gia đình của Đậu sẽ nhận được thử thách bất ngờ nào đây ta? Chào mừng gia đình Đậu đến với chương với thử thách tiếp theo của chương trình. Hôm nay hai bố con sẽ cùng nhau thực hiện những thử thách mà chương trình đưa ra khi không có mẹ. Còn mẹ sẽ dành thời gian này nghỉ ngơi và quay về nhà vào cuối ngày để nghe chia sẻ của hai bố con. Chúc cả gia đình sẽ có những trải nghiệm thật thú vị trong ngày hôm nay. Tức là hôm nay là hai bố con anh ở nhà của mình hả? Ừ. Ở nhà mẹ bố ngoan nhá. Mẹ đi chơi một tí nhá. Ok chưa ạ? Ok. Bố con tôi ở nhà với nhau quen nhỉ? Lần đầu tiên trong đời chặt cá. Món này khó quá à. Cha cha. Lần đầu hai bố con nhà Đậu vào bếp để nấu một bữa ăn cho mẹ mắm. Nghe có vẻ hấp dẫn quá chứ.
nhưng mà điều hấp dẫn sẽ để dành ở phía sau. Mà hình như là thịt kho tàu không cần thiết phải nước dừa. Chờ, hãy cùng ghé thăm nhà bé Son nha. Ready for the game of tennis? Yeah. Oh, like a stick. Wow. Wow, very good. Okay, Son, nghe mẹ nói nè. Con, bây giờ mẹ phải Say đi. Bye bye, Mama. Bây giờ mẹ phải đi thu âm nha, mẹ phải đi qua bên studio. Xong, rồi con ở nhà chơi với bà ba nha. Have fun in the tennis court. Okay, and I'll see you guys at home soon. Okay, okay, bye, Mama. Okay, have fun, okay? Bye, okay. Mama. Bye. Remember to have fun. Good luck today, okay? Yeah, you guys. Yes. Have fun, Mama. Okay. You good? Mm-hmm. You gonna have fun? Pap, monkey. Okay, you guys have fun in the tennis camp. Okie dokie. Okay. Remember to be happy. Don't rush. Okay. No stress, huh? No stress. Okie dokie. No stress. We're gonna play tennis and wait. Okay. Bye 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 bye. Bye guys. See you tonight. Yeah, bye. Have fun. Okay. Bye. Bye. Angelina and I have had many opportunities in the past to be alone, only Papa and Angelina, Papa and daughter. For example, when Trang is traveling and working on the weekend, then on a Saturday or a Sunday, I have the chance to spend the whole day with Angelina. Ready to go, Angelina? Come. Yes, I'm ready. Now we're gonna plan some surprise. Come. Oh, yes. But you know what we're gonna do first? Cannot let Mama know. No, some secret. But before we play tennis, shall I fix your hair? Yes, of course. Right. Bà có thể cột tóc Elsa hôm bữa đó. Cột tóc Elsa cho con. Wow, we do like this. You ready? What do you want to do? So we do Elsa today, right? Yeah, Elsa. Right. You ready? But you know what? Maybe Papa cannot do so well like Fung or Mama. But okay. We try, okay? Okay, try your best. Try your Okey-dokey. Best. Okie dokie. Look straight. Okay, so we try our best here, okay? That feels comfortable. Yeah. Ready? Yeah. Nah, look straight. Okay, you look straight now. Weeks and months and years they pass, and I knew it wouldn't last. When tears streamed down my face, now we do Anna style. Elsa's. This is Elsa's style, right? Anna has two. Yeah, and Elsa's one. So, little bit tum lum tum la because we don't have a hairbrush here today. Otherwise, it would be nicer, okay? Yeah. You ready? Yeah. We have to improvise and to make it as nice as we can. Is that okay? Yes. Boom. Okie dokie, ready to go? Hai bố con nhà Son đã sẵn sàng cho buổi tập tennis rồi. Không biết là buổi sáng của ba con nhà Andy sẽ như thế nào đây ta? Sao tự nhiên con rửa mặt không sạch vậy, giờ gàng không vậy? Con rửa mặt chưa kỹ. Mà mẹ đi đâu rồi? Mẹ đi công việc rồi. Con biết ngày 10 tháng 5 là ngày gì không? Nào. Ngày 10 tháng 5 là ngày của mẹ. Mình phải làm một món quà đặc biệt gì đó. Con biết mẹ con thích gì không? Con. Mẹ thích con hả? Vậy ba tặng con cho mẹ nha. Con đã có từ lâu rồi. Bây giờ ba nghĩ là vậy nè, mình phải làm một cái clip. Mình sẽ làm một cái clip hai cha con tự nấu ăn làm cho mẹ bất ngờ. Ngày điều đặc biệt là hôm nay không có mẹ ở nhà, cho nên là hai cha con mình tự xử hết. Thực sự đây là lần đầu tiên Andy biết đến ngày của mẹ. Và cũng thông qua chương trình này Andy mới biết. Cho nên là chắc có lẽ là từ sau chương trình này thì Andy mới biết là giống như là ngày của mẹ, giống như là ngày 8 tháng 3 vậy á con. Là ngày quốc tế phụ nữ vậy đó. Còn cái này là ngày chỉ dành cho những người làm mẹ thôi. Cái ngày đó là những cái ngày đặc biệt để cho người ta cảm ơn những cái người mà làm mẹ. Ngồi đây chờ tôi chút nghe. Tôi làm đồ ăn sáng cho. Hôm nay mình sẽ ăn bò bít tết. Ủa cái Andy, thịt bò thì tiếng Pháp kêu bằng cái gì Andy?
thịt bò hả ba? The beef. The beef hả? Đúng rồi, nhưng mà ba phát âm không có chuẩn gì hết. Sao ba phát âm chuẩn bằng con được? Con học, ba đâu có học đâu. Còn biết Tết tiếng Pháp là gì? Biết Tết cũng giống như tiếng Việt thôi. Giống tiếng Việt luôn. Và tại sao hôm nay ba lại cắt trước mặt con? Ba sợ con buồn, ngồi mình con buồn. Với ba coi con ra đây, ba ra đây ba coi con làm cái gì. Giờ trong trường con chơi với ai thân nhất? Vuông. 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 Ương hả? Ương là ương và ương vuông bồn. Vuông bồn hả? Dạ mời vuông bồn. Bạn nói là người Việt? Người Việt. Người Việt hả? Dạ mời, nhưng mà nói tiếng Pháp cũng dữ lắm à. Thì con nói chuyện với bạn đó là con nói chuyện bằng tiếng Pháp hay bằng tiếng Việt? Ở học ở trong lớp thì coi em này bạn đó nói tiếng Việt. Cái lúc á mà con không có biết cái bài gì á, bạn đó sẽ làm cái con diều rồi viết đáp án vô trong cái bạn đó thảy qua con. Rồi. Là con viết vô. Là con copy á hả? Đúng rồi, bạn đó chỉ đáp án cho con. Trời ơi, học mà sao tự nhiên để bạn chỉ đáp án là sao? Cái gì mà bạn không biết nhưng mà con biết, con cũng đưa đáp án cho bạn chứ bộ. Nhưng mà con phải giải thích cho bạn hiểu. Con phải giải thích cho bạn hiểu, tại sao có cái đáp án này, cái này nó nghĩa là gì. Đó, con phải giải thích với bạn. Chứ nói vậy thôi thì bạn cũng đâu có dám chỉ cho con nhiều đâu. Dám chỉ cho con nhiều là cô biết là cô la bạn luôn á. Ba có nên lên trường nói chuyện với cô giáo con không? Lên nói chuyện về cái chuyện mà bạn con chuyện đáp án cho con nha. Con nghĩ là không đâu. Thực sự ra thì cái chuyện học của Andy, anh với lại Trang rất là quan tâm. Cho nên là khi mà nghe cái chuyện của Andy mà viết bài của bạn á, anh bị bất ngờ. Tại vì hầu như là anh với lại Trang là theo dõi chuyện học của Andy từng ngày. Vậy mấy cái này là tự ba làm hết luôn á hả? Ủa chứ nãy giờ ba đang làm gì con thấy hả? Con nghi ngờ cái chảo quá, cái chảo thần kỳ lắm nha. Thôi đừng đánh trống lảng. Tôi phải nói chuyện với bạn gì về cái chuyện mà bạn của bạn đưa bài cho bạn chép. Chuyện đó là không tốt, đúng chưa? Nghiêm túc, không giỡn. Không có giỡn, ba nói chuyện nghiêm túc. Ok. Rồi chuyện nó xảy ra bao nhiêu lần rồi? Mới có 2-3 lần à. What? 2-3 lần rồi. Con cho rằng cái việc chép bài của bạn là chuyện bình thường hả? Hả? Đó là một chuyện không bình thường. Đó là một chuyện rất lớn. Không phải là rất lớn. Vấn đề đây là nếu như mà bạn cứ đưa kết quả cho con chép và con sẽ mãi mãi không bao giờ con hiểu bài. Rồi mai mốt con đi thi thì sao? Người ta đưa ngay cái bài đó con không biết làm thì sao? Ví dụ như lúc đó không có bạn con bên cạnh thì sao? Không phải là con thi rớt không? Mà con thi rớt thì ai buồn? Ba mẹ buồn á. Ừ. Thì con muốn làm cho ba mẹ buồn hả? Mẹ đương nhiên. Từ nay về sao không được chép bài của bạn hay chưa? Ok, nhưng mà ba không được nói cho mẹ. Không, ba sẽ không nói chuyện này đâu. Nhưng mà con phải hứa với ba là từ nay về sao con không được chép bài của bạn nữa, ok? Được. Méo nha. Hứa rồi đó. Đàn ông hứa là phải giữ lời. Lúc đầu con cứ nghĩ là ba la con chắc vui lắm, nhưng mà lúc sau ba con nói đâu có vui đâu. Ba con nói vậy đó nên con mới biết. Mình phải cho Andy thấy được cái chuyện nó không tốt. Khi mà mình không hiểu bài mà mình cứ chép là mình rất là, sau này là mình, cái chuyện học hành của mình nó sẽ đi xuống. Và khi chuyện học hành đi xuống thì sẽ làm buồn lòng ba với mẹ rất là nhiều. Thịt bò dai quá ha. Thịt bò dai quá. Dài không? Rất dài. Dài dữ ta. Như ba mua lộn thịt bò. Thấy cái này gần quá. Chỉ vì ba mua lộn một cái thịt bò thôi là làm mọi thứ đã sai hết rồi. Vậy đó. Ba sai thấy không? Ba không chịu hỏi. Ba lỡ sai thịt thôi mà, chứ không phải một chuyện lớn đâu. Vậy là sau khi bà khuyên dạy Andy thì cả hai cha con lại tiếp tục ăn sáng vui vẻ, chuẩn bị năng lượng cho một ngày dài. Nếu mà mình hỏi thì mình đâu có mắc sai lầm. Chuyên gia tới đây. Từ cái câu chuyện chơi thân với ai
ba đã phát hiện ra Andy ở trong lớp có bắt đầu một cái thói quen không được tốt, đó là chép bài của bạn. Và ba Tiến Luật đã tận dụng ngay một cái cơ hội là nhắc nhở con cái việc chép bài của bạn là không có đúng. Vấn đề đây là nếu như mà bạn cứ đưa kết quả cho con chép và con sẽ mãi mãi không bao giờ con hiểu bài. Tôi rất thích cái chỗ mà Andy nói, ủa con thấy ban đầu con tự tưởng là chuyện đó là chuyện nhỏ bình thường, nhưng mà ba nói xong con thấy nó là chuyện lớn. Đó là một chuyện không bình thường, đó là một chuyện rất lớn. Con hiểu là cái đó là sai. Vậy làm thay đổi nhận thức của một đứa trẻ, làm cho trẻ hiểu, hiểu biết đúng đắn về vấn đề hơn, thực sự là cái vai trò của cha mẹ rất lớn. Nên chỉ cần chúng ta tận dụng thời cơ, giải thích kịp thời kịp lúc cho trẻ là trẻ phân biệt được đúng sai ngay. Thử thách lớn không? Ê, hôm nay hai bố con mình ở nhà, hai đứa mình chơi một cái gì đấy lạ lạ một chút đi. Mình không chơi những cái thứ bình thường mình hay chơi với nhau ở nhà nữa. Bây mình đi ra ngoài đường chơi không? Thế thì mình sẽ đi đào xe nhá. Ok, nào, dậy nào, high five cái nào, đồng ý cái nào. Ok. Good. Phát nữa, rồi, thể hiện sự quan tâm, phát nữa. Yeah, ok. Yeah. Chuẩn luôn, đi nhanh hơn nào. Tên. Vui không? Wow. Yeah, con nhìn các anh đang đi xe đạp bây giờ, mình cũng sau này là con cũng lái giỏi như các anh ấy. Thôi bố bỏ tay ra. Bố bỏ tay nhá. Thế con đạp đi, chân đâu, đạp đi. Đúng, đạp vòng tròn. Tuyệt vời. Đúng rồi, đấy, đi nhanh như thế. Tay lái vững chắc nhá. Mình ra hồ nhá. Ra hồ. Đạp nhanh nhá, đạp đều vào. Chân nào, cho chân vào, đúng rồi, con đạp đi. Đúng rồi, đạp đi. Đạp vòng tròn. Đạp như kiểu con đang bước đi ấy. Nào, mà đạp đi. Đạp, đúng rồi. Đúng rồi. Rẽ sang bên này nhá. Không, không. Bên này. Này ra hồ chơi cho vui này. Ra hồ á? Vâng. Nhưng các anh phải đi bên kia mà. Đậu có muốn lao xuống hồ không? Hả? Mình thử lao xuống hồ nhá. Vâng. Lao nhá. Vâng. Lao xem có ướt không nhá. Vâng. Đừng lên hồ mấy. Rồi, mát nhờ con nhờ. Hôm nay trời có mát không? Có. Mát thật đấy. Bố con mình đi thêm mấy phút nữa, sau đó mình sẽ về nhà nấu ăn nhá. Ok không? Vui hiểm này. Ồ đúng rồi. Khu vực hố sâu, nguy hiểm, cấm gì? Bơi lội. Đúng rồi, cấm bơi. Ơi, sao lại vứt ở bể cá này? Người ta vứt rác bẩn nhà con nhở? Đúng rồi, phải vứt vào từng rác. Đúng rồi, mình phải giữ gìn vệ sinh. Thôi, mình sẽ đi về thôi. Yeah. Chuyên gia tới đây. Hai bố con đạp xe ở trên đường rất là đáng yêu đúng không ạ? Và quý vị phụ huynh có nhận ra rằng là trong bất kỳ một cái hoạt động cùng nhau nào với con, chúng ta luôn luôn có một cái cơ hội rất là đáng quý để có thể nói chuyện, trò chuyện, để hiểu con hơn. Bình thường có thể trong các hoạt động khác, các tập khác ta thấy em khá kiệm lời, nhưng mà ở đây khi trò chuyện với bố rồi nhận xét những điều xung quanh một cách rất là chủ động, để thấy rằng là cái phát triển ngôn ngữ của con, cái nhận thức về thế giới xung quanh rất là tốt. Nếu như mình chỉ ở trong nhà, mình không có tạo ra các cái hoạt động tham gia cùng với con, thì chúng ta sẽ không có được cái cơ hội nghe con nói những cái điều này. Kể cả một cái điểm rất là nhỏ mà con nhận xét ai đó vứt rác bừa bãi ở đây. Người ta vứt rác bẩn nhà con nhở? Đúng rồi, phải vứt vào từng rác. Đúng rồi, mình phải giữ gìn vệ sinh. Ngon lắm. Mùi đậu giỏi thế, đậu uống gần hết luôn này. Yeah.
Đậu ăn. Mình nhận được thư. Ngày của mẹ, hai bố con hãy làm một món quà bất ngờ dành tặng mẹ trước khi mẹ quay trở về vào cuối ngày. Quà gì bây giờ? Vậy thì bố nghĩ như thế này này. Hai bố con mình sẽ cùng nhau đi siêu thị nhá. Xong rồi mua nguyên liệu để làm một bữa cơm đi. Vì bố cũng chưa bao giờ nấu cơm cả. Mà bây giờ là bố cần một sự trợ giúp của Đậu. Ok. Cái mà mình thấy khó khăn nhất và run nhất, sợ không hoàn thành được nhất, đó chính là cái thử thách là làm gì, điều gì ý nghĩa cho mẹ mắm. Và mình đã chọn đó là nấu một bữa ăn, bữa cơm gia đình, chuẩn bữa cơm Việt và đúng những món mà mẹ mắm thích, là cái mà mình cảm thấy khó nhằn nhất. So what are we gonna do first before we start playing tennis? What do we normally do? Warm up. Warm up. Okay, great. So shall we? Vậy là Son và bố đã sẵn sàng cho buổi tập tennis hôm nay rồi. Shall we start with this one? How about we start with the hands? Can we do like this? Look at this. You put your hands together like this, and then you go. Meow. I learned this from Mama. You learned this from Mama? That's yes. Very good. You know what? This is also very good when we play tennis. So we need to warm them up. So we have to warm our arms up so we can have a lot of energy. Right. And why do we warm up the muscle? So we don't get hurt. Yeah, so we don't get injured. The muscles need to be warm up. Okay. So we okay, this one very good. Ready? 1, 2, 3, 4, 5. Okay, wait. We do it together. Okay. We start at the same time. 3, 2, 1. Yes! Very good. Okay, now we do this one. Look at me. Oh, we stretch the arm. Just stretch. Ah, that one also good. Oh, yes! Very good. How about the legs? Huh? How about the legs? Oh, yeah. Can you stand on one leg and keep the balance? Ah, same like the ballet. Can you do like this? Or we do together? Come. I hold you. All right? Yeah, we do together. Ah, good balance. Tennis has been a very important part of my life. I even took it to the level of coaching professionally. So I was working as a tennis coach, both part-time and also full-time in Sweden, but in other parts of Europe as well. So I wanted to give this opportunity to Angelina to play tennis with me, but only if she loves it or likes it. I will not enforce it in any way just because it's my passion. So if she likes it, she likes it, then it's fine, it's positive, we can continue to play tennis. If not, then we do something else, some other sports or any other passion that she has. Okay, Angelina, do you want to do some game? Yes! Yes! Yes. All right, let's go. Come. You know what we're gonna do? We're gonna have a little competition. Take 4 balls. Okay. You take 4 and I take 4. Yeah. 3, 4. Can you carry all of them? Yo! Yes, you can. Very good. Okay. And I take 4. Okie dokie. What we're gonna do, Angelina? Come here to me. Come. All right, good. That was very smart. And we take the line here. You make 1 pyramid. Like this. Bam. Can you do that? Uh-huh. Rackets a little bit. Yeah, that's okay. Good. Like that. Very nice. So let's go. Come. But I think the most important thing is when you teach children at a very young age, we try to do many games and we spend not so much time doing theory and technique. So now you see your pyramid. Angelina, yeah. You see yours? So that is yours, okay? Yes. Wait. That is mine. Yeah. And if you hit the pyramid, we get 5 points. Mm-hmm. Ah. Who should start, you or me? And you. Shall I start? Yes. I don't think I can get the pyramid. Do you think so? I think so. Try. Maybe not. Opa! I think Papa was lucky. Mm-hmm. Now your turn.
One more time. Làm lại. Yeah. One more time. Why are you over there? But okay, look at it. What's look at Papa. Happening? Try to hold the ball like that, and then you go like this. Ready? Which hand is better, the left hand or the right hand? Left hand. Okay. Yes, 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 yes. One more. Go. We do it together. Should I help you? And you can stand, Angelina. You can stand up if you want. Maybe that's easier. Come. We do it like this. Okay. So you can stand up. Oops. Here. Take a new one. Okie dokie. Okie dokie. Let's go. You want to pick up? Shall we pick up the balls? Okay. Angelina, oi. Now you took down the pyramid. How are you going to hit it? We build a new one. Come. Son có vẻ bắt đầu mất kiên nhẫn với bài học kim tự tháp rồi. Nhưng cô bé vẫn rất ngoan ngoãn nghe lời ba và bắt đầu lại. Okay. I'm going to be faster than you. Yeah, let's see now if you can do it one more time. All right. Really aim and see if you can get it. One more. Yes, 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 yes. One more. Almost. Oh, that was super close. One more. Okay, see if we can get it this time. Now your turn. One more time. Yes, 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 yes. One more time. Lam lại. Yeah. One more time. Yes, 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 yes. One more time. One more. Why are you over there? Oh. One more time. One more. One more time. Lam lại. Liệu sau nhiều lần thất bại thì Son có tiếp tục kiên trì không đây? Chuyên gia tới đây. Rất là háo hức trong việc bắt đầu một cái việc gì đó. Nhưng mà Son hơi thiếu kiên trì một chút. Cái hoạt động mà ba hướng dẫn cho Son lăn quả bóng, đó không ạ? À, Son làm vài lần không đạt kết quả là cổ xị mặt ra ngay. Cũng muốn chuyển hướng sang hoạt động khác. Và khi hiểu được cái tính này của Son rồi thì ba Son thực sự là một ông thầy tận tụy vô cùng. Một ông thầy kiên trì, hướng dẫn, động viên con. Một ông thầy không ngừng sáng tạo, thay đổi hoạt động liên tục. Và trong những hoạt động thay đổi liên tục đó, cái từ mà nghe ba Son nói với cô ấy rất nhiều đó là từ good, vâng ạ, nice. Khen con là tốt, là hay, là dễ thương, là đáng yêu. Những cái lời khen ngợi động viên. Yes! Very good. Nên tôi nghĩ là cái việc mà mình nói làm bạn với con á thì nhiều người thuộc cái câu này lắm. Nhưng mà cái cách của ba Son tương tác với con thì là một trong những cách chúng ta có thể rút kinh nghiệm, học hỏi cho bản thân mình về cái việc thực sự làm bạn với con là như thế nào. Một Andy dư năng lượng và chưa có sự tập trung thì sẽ học boxing như thế nào nhỉ? Hãy cùng chờ xem nha. Boxing là một môn mà vận động và đòi hỏi sự tập trung của mình. Nếu mình không tập trung là mình bị thương liền. Trong cái lớp đó sẽ có nhiều bạn nhỏ ngang lứa với Andy á. Và khi hai bạn đấu nhau mà một bạn không tập trung thì bạn này ăn đòn riết thì từ từ sẽ tập trung thôi. Rồi thứ nhất, thứ hai là sẽ giúp cho bạn này mạnh mẽ. Hôm nay mình sẽ tập boxing nha. Rồi thầy dạy boxing đâu? Đang chờ để cho xíu thầy tới. Hello. Hello thầy. Chào anh. Ok. Yeah. Hôm nay đi tập thể thao đúng không? Bây giờ là hôm nay thầy sẽ chia sẻ một số cái bài tập là vừa rèn luyện sức khỏe mà được vui chơi thỏa thích nữa, chịu không? Ok không? Bây giờ mình bắt đầu, mình sẽ khởi động sơ để phòng tránh chấn thương nha. Cho sau người mình nóng lên nha. Ok. Việc đầu tiên mình sẽ khởi động cổ trước. Nào, mình gặp cổ trước sau trái phải nè, gặp cổ trước sau trái phải, trước sau trái phải. Ok. Rồi tiếp tục ha. Động tác này sẽ làm cho mình tăng nhịp tim lên nè. Mình nhón hai chân lên, chạy nhẹ tại chỗ nào. Một, có hai tay lên như chạy bộ vậy đó. 2 3 4 5 6 7. Rồi nâng cao đùi lên chút xíu nào. 1, đúng rồi, 2, yeah, 3 4 5 6
Ok. Yeah. Đó, mình vừa xong cái phần khởi động rồi ha. Bây giờ là thầy sẽ chỉ nha những động tác boxing cơ bản trước. Ha, cho con đi tập cùng với ba con tập theo luôn nha. Rồi, đi ngang ngang nè. Nè giờ gặm bằng vai. Rồi chúng ta bước chân trái lên trước. Một. Rồi đồng thời hai tay nè, chúng ta nắm chặt lại để bên hông. Đó. Yeah. Chúng ta một bước chân trái lên, đánh tay trái ra. Hai xoay gót qua. Thẳng ra, đúng rồi. Bây giờ thầy sẽ cho con thử nha, thử nha. Thử mang cái cặp găng vô. Rồi, chúng ta là một đường thẳng nào. Rồi, con đứng trước đi, con đứng trước đây. Rồi, ba lần phía sau nha, ba con thực hành trước. Hồi nãy mình học đâu, tay lên, bước chân trái lên đâu. Chân trái lên, rồi nè. Một, cắm tay vô đây nè. Một, hai, kinh, đúng rồi. Là lại nha. Húp, boom, boom, yeah. Húp, boom, boom, ok. Tiếp, ra con ra sau, thứ ba lực lên. Ok, một, hai. Một, hai, tiên, tiên, yeah. Húp, boom, boom. Húp, tiên, tiên, yeah. Tới con rồi. Vô. Rồi, bây giờ thầy sẽ xin nâng độ khó lên nha. Chân trái. Rồi, đấm số 1 nha. Đấm số 2. Rồi, mở chân đá chân phải. Đúng rồi, làm lại lần nữa nè. Một, hai, cẩn thận. Yeah, ok. Xuống các bạn. Ok. Húp, một, hai, húp. Yeah. Chân em xích ra xíu. Đúng rồi, húp. Húp. Ok, quá dữ. Xin mời hai con vô nè. Bây giờ thầy sẽ có một cái game nói về boxing. Ai nhanh tay, nhanh phản xạ sẽ cướp được phần này về cho mình. Bây giờ thử nha. Rồi, ba lượt đây. Cái găng này để đây. Rồi, con đứng ngay chỗ đây. Đó. Rồi, bây giờ sẽ nghe khẩu lệnh của thầy. Chúng ta hạ thấp người xuống. Được chưa? Bây giờ thầy nói nè. Một là tay chạm chân, chạm đầu gối, chạm đầu. Yeah, chạm đầu gối. Khi nào mà thầy ra khẩu lệnh là lấy thì mọi người mới được lấy. Được chưa? Mọi người sẵn sàng nha. Bắt đầu chuẩn bị nha. Chân, đầu gối, đầu, đầu gối, lấy. Con nhớ nè, con phải đấm trúng mới tính nha, đấm trúng mới tính. Và con phải cảm nhận nó nha, chứ con đánh mạnh quá nó văng ra cái con đánh hụt nữa đó. Con thử cảm nhận coi. Thử coi. Rồi, nhẹ thôi. Một, hai, đúng rồi, cảm nhận lực nha. Đúng rồi. Yeah. Bây giờ thầy thử đếm cho con nha. Thử đếm cho con mà. Trong 30 giây, con sẽ đấm bao nhiêu cái nha. Được chưa? Bắt đầu. Đến với trò chơi tiếp theo để xem Andy có vượt qua bố để giành chiến thắng không nha. Năm giây nữa, 100 rồi đó. 120 cái. Chuẩn bị 30 giây bắt đầu. Tay dài nhiều ra, dài tay xíu nữa, mạnh lên xíu. Tám mươi, chín mươi, một trăm, không, mười, 127 cái, hơn con 7 cái. Ok, sẵn sàng chưa? Rồi, xin mời hai võ sĩ vào trong vô bước vô. Ba sẽ là người di chuyển trong cái này. Con thử tấn công thử coi. Bắt ba được không? Được chưa? Rồi con hiểu chưa? Rồi hai người vô. Yeah, rồi chúng ta vui vẻ. Bắt đầu. Ơi, sử dụng đầu 1 2 luôn, sử dụng đầu 1 2 vô tấn công. Nhẹ thôi vô, đúng rồi, tiến lên. Đó. 1 2 đúng rồi. 1 2 đúng rồi. Mình học đâu, đứng trước chân sau, đứng trước chân trái lên, đúng rồi. Trái lên nè, chân trái lên nè. Không sao, không sao, mình kiếm đường lại, mình tìm đường lại. Go. Tấn công lại mà. Rồi ơi, tấn vô đài. Hết giờ hiệp 2, rồi đi chạy.
tấn công lại coi lấy lại. Đúng rồi. Yeah. Thì tính lên. À, lấy lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Yeah. Không sao, không sao, đứng dậy. Vấp ngã mà đứng dậy. Phục hồi, phục hồi. Thế này, đá đâu? Hai, một, hai. Ôi, đúng rồi. Ôi, đúng. Ôi, ôi, xong rồi sao? Đá lại, đá lại. Rồi, kết quả trận đấu. Hai sĩ, wow. Mình huề nhau các bạn. Rồi, con thắng lại rồi, thở, thở. Đang mệt không? Không mệt. Ôi mồ hôi chảy quá trời, con không mệt. Không biết mệt sao qua thấy con hơi quả quải, cái mặt dính gì đỏ đỏ này. Hồi nãy ba quýnh vô mặt con. Mình huề nhau các bạn. Hồi nãy ba quýnh vô mặt con á. Trên võ đài là thi đấu, không phải lúc nào mình cũng là người đánh được người ta hết á. Đôi lúc mình cũng phải chịu đòn chứ, mình cũng phải bị người ta đánh lại chứ. Con phải học boxing chung với ba, hai cha con mình đi học nha. Học chung với bạn nhăn lưới chứ con. Để cho ba coi con. Chứ con đánh với ba có đánh con hoài sao con chịu nổi. Con bị ba quýnh, con bị ăn đòn hoài. Mới vô võ trường quýnh cái con té nằm trên bẹp rồi. Ba có đụng với con đâu, con bị giật mình con té. Giờ thử thách đơn thôi, trong vòng 30 giây ba lực sẽ kêu. Con phải là người thực hiện theo lời nói của ba. Thầy trong vòng 30 giây thầy sẽ bấm lại, thầy sẽ đếm con sai bao nhiêu lần. Rồi, tất cả đã sẵn sàng. Cộng. Chia. Chia. Tiếp, tiếp, tiếp. Nhân. 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 Tiếp, tiếp. Cộng. Hết giờ. Giờ bây giờ tới con nè, con ra đó, con ra hướng dẫn cho ba nè. Con phải nhanh lên nha, cái nó ba nhanh lên nha. Chuẩn bị nha. 30 giây, bắt đầu. Nhân. Trừ. Tiếp lên, tiếp, 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 nhanh lên con. Chia. Cộng. Cộng trừ nhân chia. Mày chơi ông Giang mày. Tại sao hai lần thì tiếp tục, còn 10 giây nữa con. Nhanh lên, nhanh. Chia nhân cộng trừ. Chơi ăn gian dễ sợ. Chơi ăn gian dễ sợ. Hết giờ. Với cái điều khiển của con, ba làm sai 3 lần. Con làm sai 2 lần. Cuối cùng, trong thử thách ngày hôm nay, con sẽ là người giành bàn thắng. Yeah. Andy học lớp 2 mà học trường quốc tế thì lớp 2 chưa có tính nhân với chia, mới có cộng trừ thôi. Mà lúc nãy lúc mà vô trong cái phòng boxing á thì thầy nói là cộng trừ nhân chia, cộng trừ nhân chia, thì Andy học rất là nhanh, chỉ một lần một là Andy biết liền. Biết luôn cả cách di chuyển, và khi bạn này tập trung thì bạn này làm được rất nhiều việc. Thầy cho con thời gian. Bao nhiêu cảm xúc muốn ăn liên tục luôn nha. Thì là hãy coi ngưng thì chúng ta sẽ ngưng. Ok, sẵn sàng chưa? Chuẩn bị. Bắt đầu. Hết luôn. Đúng rồi. Có gì bức xúc chút vô đây hết. Mạnh lên. Cố lên. Cố lên. Cố lên. Bức xúc chuyện gì? Nói luôn đi, nói luôn đi. Nói gì nữa? Lại lên nữa. Con thấy hôm nay con mạnh mẽ hơn không? Ok. Mình thấy được sự thay đổi của Andy, thấy được cái sở thích của Andy rõ hơn nữa. Hồi đó thì cứ nghĩ là Andy chỉ thích quýnh góp hay là thích tennis. Thì bây giờ biết là thích thêm boxing. Và quay mấy cái chương trình trước thì biết là bạn này cũng thích đá bóng nữa. Điều gì mà bố muốn Andy thay đổi nhất? Ba chỉ muốn con tập trung thôi. Con làm cái gì cũng phải tập trung hết. Và đặc biệt là không được coi game nhiều. Con có hứa là con thay đổi điều đó không? Con sẽ giảm bớt nửa tiếng lại. Ừ, con phải giảm bớt. Hay là con giảm 15 phút, còn con 15 phút. Con giảm một nửa, ok? Ok, giảm một nửa. Bye. Một ngày thay mẹ chăm sóc Andy, bố cảm thấy thế nào?
Một ngày thay mẹ mà ba đi với con, ba cảm thấy là rất là buồn. Đâu, ba rất là vui. Và ba nhận ra một điều nữa là Andy á, Andy không bao giờ tập trung. Mà cái đó là cái ba yêu cầu con rất lâu rồi. Rồi bây giờ thí dụ như con đi với ba ngày, con cảm thấy làm sao? Cảm thấy cũng vui. Rồi gì nữa? Con cũng buồn. Tại sao con buồn? Ở nhà thì ba cũng la con cũng buồn lắm chứ bộ. Ba la con buồn. Mà ba la con đúng hay sai? Luôn đúng, nhưng mà chỉ có một chuyện sai thôi. Chuyện gì? Tại sao ba lại nói xạo con? Cái lúc mà con đang định vào cái nhà á, thì ba lại nói là chuyển nhà. Con có tưởng đâu chuyển nhà thì con định đi qua bên kia. Ủa đó ba giỡn với con mà. Giỡn thì giỡn thiệt đi chứ đừng có giỡn giả. Giỡn giả là giỡn sao? Giỡn thiệt là giỡn sao? Giỡn thiệt là mình phải nói cái gì đúng, còn giỡn giả con là giống như mình nói xạo vậy đó. À, mà con không thích vậy đúng không? Không thích nói xạo. Con thích nói xạo đúng không? Ok, vậy là ba với con coi như là lúc đó là ba sai, ba xin lỗi con. Là từ nay về sau là mình không có giỡn vậy nữa. Ok, là mình không được quyền nói xạo luôn nha. Không được quyền nói xạo phải nói đúng. Ừ. Bố hãy làm. Bố hãy làm một hành động hoặc nói một câu để bày tỏ lòng cảnh đội sớm cảm với anh đi. Ba đâu có phải sến đâu, ba có bao giờ nói chuyện tình cảm với con không anh đi? Không. Nhưng mà giờ ba muốn thể hiện tình cảm với con quá, giờ sao giờ? Thôi giờ cho ba ôm một cái, ba thể hiện tình cảm thôi. Thì ba ôm con cái nha. Một ngày mà cả bố và Andy đã cùng nhau vượt qua các thử thách trong tiếng cười và kết thúc nó bằng một cái ôm ấm áp. Trải qua một ngày cùng với bố, chắc hẳn là cả Andy và bố đã phần nào hiểu nhau hơn, gắn kết nhau hơn. Giờ thì về nhà và chuẩn bị quà cho mẹ thôi nào. Thử thách lớn không? Lần đầu vào bếp của bố Duy, ắt hẳn không tránh được sự hoang mang và bỡ ngỡ. Công thức nấu ăn thì phức tạp. Liệu bố Duy có hoàn thành thử thách lần này không đây? Giờ thì hãy cùng xem bố Duy sẽ vào bếp như thế nào nha. Nay mình sẽ nấu món gì nha? Món gì trước tiên đây? Trứng chiên, canh dưa cá, thịt kho tàu, do muốn sao? Ở nhà thì không bao giờ nấu ăn cả. Mình có thể làm tất cả mọi việc trong gia đình, chia sẻ với vợ tất cả mọi việc. Nhưng mà riêng mỗi việc nấu ăn thôi là mình vẫn chưa bao giờ làm. Ui, to thế này. Món này khó quá à. Sao mình lại tự làm khó mình thế này? Mình lấy cái thớt ra. Thớt đâu ta? Thớt đâu ta? Thế nào? Thớt đây rồi. Lần đầu tiên trong đời chặt cá. Chỉ vì vợ mình thích ăn cái món canh dưa cá này cho nên là mình đã quyết định là nấu một cái món canh gọi là dưa cá. Mặc dù là mình biết là món này là món khó, ít nhất là đối với mình quá nhiều bước. Làm gì đâu ta? Chặt cá là bán lắm. Làm gì để đâu nhỉ? Vợ mình để đâu ta? Không gọi điện cho vợ để hỏi được vì gọi điện cho vợ là lộ. Tắp dê đâu nhỉ? Em điện để tắp dê đâu nhỉ? Không có. Thôi được rồi, không tạp dề thì hết, bắn thì thay áo. Ê à,
Rồi, ok, ăn một miếng. Này, như này thôi, không được to quá. Hai miếng. Đây là gì ta? Đây là gì ta? Bình thường mình chỉ biết ăn thôi chứ mình không biết làm nữa này. Ok, bước 2, cà chua rửa sạch. Cắt múi cau, cắt múi cau à? À, cắt múi cau là bổ theo kiểu múi cau đúng không? Ok, ok. Tưởng gì chứ bổ cà chua thì quá dễ. Đậu ơi, bố bảo này, vào đây nhặt rau với bố đi. Đậu. Nhưng... anh lại lười rồi, anh lại lý do rồi. Đang vẽ hả? Vâng. Cứ ra đây với bố nào. Bây con có ra nhặt rau cùng bố không? Có. Đi, đi với bố nào. Đi, ra đây, đi, đi, đi. Đang nhặt rau mà lại gọi. Ra đây, ra đây. Ra đây, nào. Cùng bố nhặt nhá, nhìn này. Đợi đi nhá, con sẽ nhặt bài ngang bây giờ. Này, bố bảo này. Con ngắt như này này. Con ngắt cái cuộn này ra này. Đấy, rồi con thả cái lá vào đây. À. Ok, nhá. Con thấy không, cái phần lá mình giữ lại. Đâu, phần ở trên không? Đây, cái phần này là phần ở trên. Phần lá mình giữ lại nhá. Phần cuống thì mình bỏ ra. Đấy, con cho vào giỏ đi. Để nát giống bố này, giống bố này. U là. Đấy, đúng, chuẩn luôn. Dạ. À, nhìn bố này. Đợi tí, tôi ngồi sang bên kia. Ok, con ngồi đây nhá. Rau cho tốt đi không mà mẹ phát hiện ngay bây giờ. Đúng rồi, phải nhanh lên, không thì mẹ về mẹ phát hiện ra là bố con mình đang làm dở và mình vẫn chưa xong, chưa nấu được cái gì xong là bể mánh luôn con ạ. Bố đang muốn làm bất ngờ với mẹ mà. Hai bố con đang nhặt rau rất hăng say để kịp nấu trước khi mẹ trở về. Đậu nhà ta rất nhiệt tình giúp bố nữa này. Đậu giúp bố một việc, đó là đậu quay bố lại để bố gửi cho mẹ nè. Quay đi, ra đây con mang máy ra đây con quay bố lại này. Mang máy á? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Hello, xin chào. Đợi đi. Đây. Hiện tại thì mình đang ngồi bóc tỏi để làm món rau muống xào. Hôm nay là mình rất là hồi hộp bởi vì mình đã tự... Hồi hộp lắm. Đúng, mình đã nhưng tự thử thách này, chính bản thân mình. Con hỏi tanh quá. Bằng một cái thử thách rất là khó. Đó là mình phải tự vào bếp mình nấu. Bố nói giọng tanh quá. Sao con cứ bắt bố phải nói giọng quê choa đấy hả con? Có phải giọng ấy. Hay là bố nói bụng giọng bún bo Huế. Ok không? Ok. Giờ bây giờ con dáng bên đấy, con ngồi cạnh bố đi. Ngồi bên cạnh bố đấy. Này, đang quấy mà, đố con, chị. Con quấy thì con phải lía máy vô phía mặt bố chứ. Phía mặt bố đi nhá. Ok chưa? Lía sáng thì phải được quấy. Con có chừng là lệch hình nhá. Ở tay sợ, ok ạ, ở tay tỏ. Lên lên lên, bên bố lý. Rồi, done. Xong tỏi. Ok, xong. Cuối cùng bố đã bóc xong tỏi rồi. Chực chực chừ tạ 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 nào, vào bếp cùng bố nào. Đây, là bếp này. Chả biết là thịt kho tàu thái miếng sao ta. Đây à? Chắc là như này. Đấy. Bố, con đang quay bố này. Yes, con mang ra đây con quay đi, con mang lại gần đây con quay nào. Thôi, cho xa đi. Gần này không được, cận chị lắm. Gần gần lại em thì mới thấy được bố chứ. À, không được rồi. Lợn ba chỉ 500g đã có. Trứng cút và trứng gà. Ok, dùng trứng gà, mình không mua trứng cút. Nước mắm ok, nước dừa. Ôi, không có nước dừa thôi. Không có nước dừa thì sao bây giờ ta. Mà hình như là thịt kho tàu không cần thiết phải nước dừa. Mình trưng bằng nước khác được hay sao? Tỏi ớt, hành lá đường, ok. Ướp thịt, phải học ướp thịt trước. Ok. Mà cá này lại đang có nước. Đang có nước kiểu gì nó cũng bắn. Làm sao bây giờ ta? Bắn này, 100% là bắn này. Thả muối. Thả tí muối vào đây.
bạn Lâm đây này. Cái này lật cá đâu ta? Thôi lật bằng... Ula. Chín vàng hai mặt, sau đó cho ra đĩa. Cá biết thế nào là chín vàng hai mặt. Đậu ơi, Đậu muốn đập trứng không? Đập trứng nào, lên đây, đây đập trứng nào. Đập trứng rồi. Ừ. Thì mình hôm nay khi mà đi như thế thì mình cũng đoán rằng là hai bố con Đậu ở nhà chắc chắn là sẽ có những cái là lộn xộn này và rất là rối trong cái thử thách mà chương trình đặt ra. Không biết là thử thách gì nhưng mà chắc chắn là hai bố con Đậu sẽ có cái cảm xúc đấy, bởi vì hai bố con hầu như chẳng bao giờ phải rơi vào một cái tình thế là phải làm cái gì cùng nhau hết. Bây giờ nhá, nhìn bố đập này. Hướng dẫn nha, hướng dẫn đập trứng nha. Như này này, 1, 2. Đúng. Yeah. Wow. Rồi, bây giờ đến lượt Đậu. Nào, để bố lấy cái túi nhé. Đập ạ. Đúng rồi, nó đứt làm đôi rồi. Đây, bây giờ con cầm. Không sao, con cầm, con mở ra. Ôi, rồi nhẹ thôi. Để bố lau tay cho nha. Ok. Rồi, khá lắm, lần đầu tiên như thế là khá rồi con ạ. Nào, đập nào. Ok, đợi. Đập vào đây nha. Xong rồi con cầm một tách ra. Mạnh vào. Đúng rồi. Chưa, đập thêm phát nữa. Rồi, đây này, bố đập tròn này. Đấy nha. Rồi, con cầm con tách ra. Ok. Sao, vào rửa tay nhanh lên, vào rửa tay. Để đi không làm, vào rửa tay. Ok, đấy. Con trai phụ giúp, con trai gọi là phụ giúp đập trứng ấy. Nói chung là đập cũng thành công, tuy là hơi bẩn tí. Mình không nghĩ là mình có thể nói Đậu làm được, vì Đậu đang còn rất là nhỏ và Đậu chỉ muốn làm theo những cái thứ mà Đậu muốn thôi. Đậu là một em bé như vậy. Thành ra là hôm nay Đậu giúp bố là nhặt rau rồi đập trứng. Như thế là bố đang rất là mừng, bố đã rất là mừng và bất ngờ khi Đậu đã giúp bố làm được những việc như vậy. Đẹp không? Em thấy đẹp không? Đẹp. Sạch rồi. Ok, sạch là ok, okay rồi. Xong. Nhìn bố đánh trứng này. Đánh trứng để làm gì? Để làm gì? Để làm gì? Để chiên trứng. Chiên trứng để ăn. Đúng. Gì? Bố con mình đang làm món trứng cho mẹ ăn. Tôi không cần ăn chiên. Bây giờ bố trứng sẽ cho thêm gia vị, thêm hạt tiêu, thêm muối, gia vị. Và gia vị và... Thêm mắm. Bố không cho mì ạ. Đây là trứng chiên. Con muốn cho mì và xúc xích hơn. Tí nữa bố sẽ nấu mì và xúc xích cho Đậu nha. Và... ok. Vậy là mình đã đánh trứng xong rồi. Ok. Chân trứng, bánh trứng. Hôm nay thực sự thử sức mình thì cảm thấy rằng là mình hoàn toàn làm được. Tuy rất là khó và bối rối, nói chung là lo lắng kinh khủng luôn. Rất là lo, rất là căng thẳng. Tuy nhiên là mọi công thức đều có ở trên mạng và mình chỉ việc search thôi và cố gắng làm theo và mình đã làm được. Xong. Đậu ơi, Đậu. Không, cô lấy bây giờ. Này, lấy cho bố quả bóng nào. Đây. Quả bóng này đến. Đưa bố. Con tháo này ra đó. Đúng, chuẩn luôn. Thông minh lắm. Rồi,
Bố dám đi. Con xem bố xem có chuẩn như này. Đâu ơi, xem bố có lệch không? Chuẩn. Chuẩn. À, lấy cho bố quả một quả màu trắng. Thôi quả màu trắng á, ok. Thôi quả màu này cũng được rồi con ạ. Ok, quả màu trắng nhá. Ok, quả này được rồi con ạ. Vẫn chưa thêm cái dáng. Đưa cho bố một quả màu trắng nào. Đây, hai quả đây. Hai quả cùng nhau. Đây, dán. Đây, bất ngờ cho mẹ. Đúng, mình sẽ gây bất ngờ cho mẹ. Vâng, gây bất ngờ. Để xem mẹ có bất ngờ không nhá. Ê, ra. Hai bố con cầm cuội trang trí đầy tâm huyết và tình cảm dành cho mẹ. Dù con nhỏ nhưng những hành động đáng yêu giúp bố củ đậu quả thật sẽ khiến cho mẹ mắm xúc động lắm đây. Nay đậu khiến bố khá là bất ngờ. Không thể ngờ được là đậu lại rất là vui vẻ và bắt tay vào làm những cái việc chia sẻ công việc bếp núc cùng bố khi mà bố đang thực sự rất là khó khăn và cần người chia sẻ cùng. Đây rồi đúng không? Đúng rồi. Đẹp trai đấy, đậu đẹp trai cực thể luôn. Mọi người đây nhá, đợi mẹ về này, mẹ sẽ làm đấy. Chuyên gia tới đây. Bố có một cái sáng kiến khá hay dành cho Đậu. Đó là phân cho Đậu một việc khá là phù hợp với anh chàng. Là bố làm việc, còn con thì quay hình bố. Thực sự là tôi rất thích cái cảnh mà con người nhìn bố phát biểu, xong nhìn vô màn hình rồi điều chỉnh, rồi còn nhắc bố là bố nên nói thế này thế này. Một cái đứa trẻ rất là nhỏ như thế mà có những cái suy nghĩ riêng của mình và nói ra cái điều đó, trao đổi, chia sẻ, góp ý cho bố của mình, thì tôi nghĩ là cái cơ hội để cho con rèn luyện cái việc thể hiện những cái suy nghĩ. Chỉ cần chúng ta giao việc đúng, giao việc phù hợp với độ tuổi và gây cho con một cái sự tò mò, thích thú là cái gì con cũng làm được, phải không ạ? Cộng với một chút cái sự hướng dẫn làm sao cho con dễ hiểu nhất. One more time. Why I do over there? But okay, look at it. What's look at Baba. Happening? Try to one more. Những trái banh tennis này liệu có làm khó được cô bé Son không ta? Never give up. Huh? See? Super good. Now you got 5 points, I got 5 points. Yeah. So we're both the winners, right? Yeah. Yay! Very good. So let's pick up. But I think sports in general for children is a very, very important part of growing up. Wow! Here. So cool. How can you do that? Boom. You hold. So now when we learn how to play forehand today, we're gonna use these. Feel this one. Feel. It's so soft. Soft, huh? Boom. You know why we're gonna play with the softer balls first? Because it's a little bit easier, all right? Yeah. And then we're gonna use this net. Oh wow, we're gonna play tennis. Yay, very good. Okay, are you excited? So, before we do that, before we use the balls, I will teach you how to hold the racket. Come. Come with me. Okay. Stand like this, okay? Take the racket in your left hand, okay? Like that, very good. You take the other hand and you put it on the strings. And now you move down to say hello to the racket. Like you shake hand. No, shake hand here. Now we put separate our legs a little bit. Too much. Keep your balance like this. Okay, no, too much. Too much. Yeah, too much. Oh, hey. Very good. Turn the side like this, and we're going to put one foot forward, the left one. Okay? No, it was correct.
Okay. Pom 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 pom. Too much. Okay. Silly Billy. Okay. We're gonna start from low, Angelina. Don't say no. We are filming. Okay. So we start from low. Boom. And then we're gonna hit the ball. And then you're gonna catch the racket. Okay? Can we do that? Yeah. Try that one more time. Yeah. From down. Okay, wait. Yeah. Too big. Boom. So low. Wait. Not yet catch. Okay, from down here. Now we're gonna catch it. Hold on to the racket. Like that. Can you do it slowly now, please? Okay, now your turn. Slowly. Good. And catch. Good. Now it's your turn. Do one more to me. And up here, from down and up. Yeah. Good. Very good. Nice. That's okay, and no dancing, no ballet. No ballet on the tennis court. No ballet on the tennis court. Okay, you ready? Okay, ready? Look at the ball. Okay, ready? From down. Very good. I drop it and then you hit it. It's gonna bounce. Bam! And then you go. You ready? 1, 2, 3. Yay! Success! Only a little bit of ballet dancing, but that was some super special effect. High five. Bam. Yeah, so to say, we end up playing a lot of games on the tennis court. Tag time. Tag time. Okay. So I tag you or you tag me? I tag you. Oh, okay. Bah! So fun, right? Tag. Okay, now it's my turn. Trên chặng đường lớn khôn của mình, con sẽ phải đương đầu với rất nhiều thử thách. Sẽ có những lo lắng bất an, sẽ có những đôi lần vấp ngã, có những khi tưởng chừng như con sắp bỏ cuộc. But really not so important, okay? We had fun, right? Ba cho con được vấp ngã để dạy con cách đứng lên bằng đôi chân của mình. Ba luôn luôn ở sau lưng con, ủng hộ con và truyền cho con năng lượng tích cực, động viên con hãy cố gắng không ngừng. Thật may vì đã có ba luôn kiên trì cùng con, nên chắc chắn là con cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc. One more time. Yeah. Why are you over there? See? Never give up. Cảm ơn ba đã bền bỉ đồng hành cùng con. Super good. Để chinh phục mọi thử thách lớn khôn. Yay! So we're both the winners, right? Yay! Very good. Okay, chị có đáng mình đi đâu? Có điều gì mà mẹ Đoan Trang lại bị che mắt như vậy nhỉ? Chị thì chị không biết đi đâu. You know what we're gonna do today? No. You know that it's Mother's Day, right? Yeah, all I right. Know that. And so we're gonna do a surprise for Mama, okay? Thì ra là bố Johan và bé Son đang lên kế hoạch để chúc mừng ngày của mẹ. I actually surprised Tran quite a lot. I actually had booked my ticket so that I was on the same flight as Tran. So when we arrived together in Bangkok, then we were actually on the same flight, but she didn't know it until I came to her seat and in the airplanes. À, sinh nhật năm nay á, là ở Maldives rồi, còn cái năm ngoái á, là cái kỷ niệm ngày cưới, thì ảnh cũng làm y chang vậy đó, bắt cóc chị lên xe xong rồi cột mắt chị lại, lấy khăn bịt lại, không cho chị biết gì hết, chở chị đi tới Hyatt, là tại vì một nơi mà ảnh rất là thích, phải không?
You know that Mama loves snail, right? Yeah, and lobster. Oh, she loves lobster. That's a good idea. You know what? A real lobster in one bowl of water. That is a super good idea. You know, so shall we do this? So should Papa book a snail shop, a restaurant? Yeah. And then we surprise Mama today. Yeah. Yeah. But what if when we put the mask on, then if we put on the mask on Mama and we drive the car, then we go all the way to the snail shop, then Mama will be surprised. Something like that? Yeah. So I call the restaurant. And I try to book the restaurant, okay? Yeah. And then we do exactly what you say. We do a surprise with the lobster. So you want to give Mama a surprise, lobster? Yeah. Of course, also some snails. Some snail? Yeah. Okay, snail what else? Snail and lobster. Scallop? Scallop. Mama loves scallop. Yeah. How about Ramun Satoy? Oh, yes! Chung. Okay, I call, you wait, and then we play tennis. Bam. Yes! Good. Today, Angelina and I would like to surprise Trang, all right? Bố Johan và Son đã thực hiện theo đúng kế hoạch đã bàn. Mong rằng mẹ Đoan Trang sẽ hoàn toàn bị chinh phục. Vậy là nhân ngày của mẹ và cũng nhân ngày mẹ có việc bận, không có ở nhà. Bố Luật và Andy quyết định ngay và luôn là sẽ làm một bất ngờ dành tặng cho mẹ. Không biết là hai bố con sẽ làm gì đây ta? Quả thật là khó đoán. Tôi như gầm ở đây phải chỉ cách con làm cho. Con biết cách. Con biết làm đúng không? Đương nhiên. Ba hãy cắt ra hết. Và con sẽ tự đây ngồi. Giờ ba cắt cho con trong mũi giác nha. Ok. Cái đầu tiên là ba biết dắt không nè? Ba biết dắt không? Sao không biết? Đúng không? Quay ra được không? Cứng quá hả? Mắc cái này rồi. Mắc cái nào? Trời ơi, tôi dắt được nè chú ơi, thấy nè. Dắt quá vậy? Rồi đó, rồi nhắm ba đi. Con lấy cái muỗng cho con. Dạ. Rồi. Sao con vậy, vậy? Ok, chắc vậy mới đúng nè. Ra ba sắc bị sai rồi. Sắc cái này à, con quay này sẽ dễ hơn á. Đúng không? Đúng rồi. Rồi đó, ok rồi đó. Ok rồi đó. Ok rồi, được rồi. Đắng, đừng có bóp nữa, đắng. Được ly chứ bộ. Một ly nước cam cho mẹ đầy khó khăn của cả hai bố con cũng đã hoàn thành. Giờ thì cùng bắt tay vào việc khác ngay thôi. Ok. Nhớ từ từ, khi nào ba kêu nhấn thì nhấn. Ok. Nhấn. Tới lượt ba nhấn á. Từ từ ở buộc lại cái. Trời ơi. Hai tụi con. Xong một cái. Nè đưa cho ba nè. Nè đưa cho ba nè. Đưa cho ba nè. Sao con có thể giỡn, giỡn suốt vô luôn hả anh Đi? Cái này bơm chắc tới chiều được của bà. Tới chiều mẹ về là vừa rồi. Đúng. Đúng. Bạn cũng nhát là bạn hù người ta. Ok, bà thấy được rồi đó. Lát đó mình làm tiếp. Ngồi đây quay luôn. Được chưa ba? Rồi, bắt đầu quay nha. 1, 2, 3, action. Đây là lần đầu tiên mà anh làm cái việc này nha Trang. Em cũng biết rồi đó. 10 năm lấy nhau, có bao giờ anh làm cái này đâu. Bởi vì đơn giản anh không phải là một người khéo tay. Nhưng mà hôm nay anh sẽ trang trí những góc này gọi là góc kỷ niệm nè. Từ đó đến giờ có thấy ba làm lần này
điều này bao giờ cho anh đi? Dạ chưa. Cho nên con phải học. Sau này con sẽ là người làm. Hay lần đầu ba làm á? Ừ, sau này là tới phiên con làm á. Andy, thấy bức hình này không? Đương nhiên là thấy mà. Con nhớ bức hình này là ở đâu không? Con nhớ lúc đã ở sân khấu. Bảo đảm hình này con không nhớ nè. À, lúc đó là lúc đang đi ăn đúng không bà? Ồ, cái này chụp ở studio. Chụp ở nhà bên quận 2. Andy, con để cái máy đó để con quay đi. Xong rồi con tới con làm vương miện đi. Khá ổn. Cũng đẹp mà. Đẹp chứ. Đẹp mà chứ đâu quá tệ đâu. Con á, bây giờ tới phiên con á. Con đâu có cầm vậy được, con muốn cắt vậy con phải cầm sát vô đây nè. Con cầm vậy con thấy cắt hơn nè. Nắm mạnh vô. Hay lắm không? Ừ. Rồi đây nữa. Còn nó lòi. Chắc đâu mẹ vừa không sao. Có một cục quá nhỏ, một cục quá vừa vừa, có một cục quá bự. Đó cắt theo cục xíu mại mình hay ăn á. Rồi, ok. Rồi, bây giờ cha con của anh sẽ vào dựng một cái clip thật là deep, thật là drama để cho em xem xong em sẽ khóc thét lên về sự dối dắn của hai cha con. Ok không anh đi? Ok, here we go. Đi. Thật sự ra cái trải nghiệm ngày hôm nay rất là vui. Bởi vì lâu lắm rồi mình mới tự tay làm một cái thứ gì đó cho vợ của mình. Bằng tay nha, bằng thủ công nha. Có nghĩa là phải cắt, rồi phải treo, phải làm tất cả mọi thứ. Và mình cũng thấy được là Andy cũng rất là tập trung để làm cái việc đó. Rồi, cuối cùng cũng xong. Ủa ba, ba cái hộp này đâu ra vậy ba? Trời ơi, ba đặt trước rồi, yên tâm. Nè, giờ con cầm này. Dạ. Chui vô đây đi. Chui vô. Ở đây bà ẩm vô cho. Một. Yeah, chưa tới hai đâu mà. Rồi ngồi xuống. Sao mới ngồi xuống? Ngồi xuống núp đi. Khi nào mẹ vô thì mẹ mở cái hộp quà, con phải làm mẹ bất ngờ chứ. Ok chưa? Okay. Sao nào trong đây con ngủ không đây? Thôi im. Trời ơi trời. Thôi im đừng nhúc nhích nha. Cái thùng như cái máy chiếu là do anh thuê về, anh chuẩn bị trước. Tại thực sự ra nếu mà coi bằng điện thoại á, thì nó bình thường quá. Với lại năm nào cũng coi bằng điện thoại, năm nay đầu tư lớn chứ coi bằng cái máy chiếu. Mà tiền thì anh lấy thẻ của chị anh quẹt, cũng ổn. Nên anh dạng tay thuê mướn lắm. Thử thách lớn không? Gì đây ta? Ba là cây nến, ba là cây nến vàng. Mẹ là cây nến xanh, còn con là cây nến hồng. Đâu ơi. Ba ngọn nến lung linh. À, nào, ông. Thắp sáng một gia đình. Thì ra là đây là hai bố con ở nhà cãi nhau các thứ đấy hả? Yêu quá, yêu quá. Nói chung là hôm nay anh ở nhà anh đã làm một cái việc mà lâu nay anh chưa bao giờ làm. Ui. Và anh đã thấu hiểu được một cái sự khó khăn. Chồng mình nóng hết đấy á. Chuẩn. Thật không? Có ai trợ giúp không? Không ai trợ giúp cả, một mình anh làm hết. Thật và luôn. Anh đã phải làm rất là nhanh chóng. Nói chung là đây là một việc mà anh làm và anh cảm thấy là không hề dễ dàng gì cả. Và cuối cùng anh đã hiểu. Và xúc động quá. Và tóm lại là anh đã làm một bữa cơm gia đình để cho em thử kiểm tra xem là chất lượng như thế nào. Về mặt hình thức thì anh thấy là có vẻ đạt. Còn về hương vị thì chắc phải để em chấm điểm. Còn đây là một chút tình cảm
hai bố con nhá. Đây hai bố con, đậu ở nhà nhá, đậu giúp bố. Ui. Nhặt rau. Ui. Nhặt rau, nhặt ok. Rau đập trứng. Đập đấy, trứng đấy, đấy. Không ngờ được đập trứng. Ôi trời, xuống xuống con. Cảm động quá, cảm ơn hai bố con nhá. Và hôm nay thì anh đã hoàn thành xong được bữa cơm. Với cũng khá nhiều trắc trở và sự thiếu kinh nghiệm. Nhưng mà cuối cùng thì theo công thức thì anh vẫn làm được. Trời bây ơi. Giờ thì em hãy... Thực sự quá là bất ngờ luôn. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời. Từ ngày mà ở với nhau 5 năm cho đến giờ. Đây là lần đầu tiên chồng tôi nấu cơm. Và một bữa cơm như này. Mình cứ tưởng là mình nấu cơm. Không có ai trợ giúp đúng không? Vâng. Chỉ có hai bố con thôi à? Đúng rồi. Có Đậu trợ giúp, chính xác là có Đậu trợ giúp. Đậu ơi, ra đây với mẹ. Ra đây mẹ ôm Đậu. Mẹ cảm ơn Đậu nha. Hôm nay Đậu ngoan. Tự nhiên lúc này anh cảm thấy xúc động quá. Xúc động thật sự. Mình đã làm được điều này. Cái bây giờ thì chắc là được ăn thử chưa? Ăn đi. Cơm anh sới sẵn rồi. Thực sự là hôm nay khi mà nhìn thấy cái bàn ăn đấy mình rất là bất ngờ. Trời ơi, mình bất ngờ đến cái mức mà vừa bất ngờ này, vừa cảm động này. Và mình bất ngờ đến mức mà trời ơi, sau khi quay xong chắc chắn là sẽ gọi mẹ chồng mình sang để nhìn cái mâm cơm này, để nhìn cái mâm cơm mà con trai mẹ nấu. Ôi, mình đã bất ngờ đến cái mức đấy. Vì mình không thể tưởng tượng được là chồng mình có thể nấu được bát canh dưa và một cái bát thịt kho trứng. Anh nấu thịt kho trứng luôn á? Ôi, siêu ấy. Nhưng mà anh làm siêu rồi đấy. Hơi sai một tí thì anh quên mất anh chưa được. Em sẽ thử. Không thể ngờ được luôn, nó quá là cầu kỳ so với chồng mình và nó quá là khó đấy. Nếu như mà mình là một người ở bên cạnh chồng mình thời gian rất là lâu rồi, đối với mình thì món đấy sẽ rất là khó với chồng mình. Không ngờ là anh ấy làm được. Đậu ơi, mẹ hỏi này, hôm nay con đã giúp bố làm hết cái mâm cơm này á? Con siêu đấy, thế lần sau mẹ có cái này nữa. Mẹ nấu cơm thì Đậu cứ vào bếp phụ mẹ được không? Mẹ. Ok chưa? Mẹ. Hôm nay ai nhặt rau? Con nhà rau à? Được. Anh dạy cho con nhà rau luôn. Đúng, ngồi nhà rau luôn. Trời ơi, thế ai nấu món thịt kho trứng? Ai làm cá? Ai? Thịt mỡ. À, thịt mỡ. Ôi, rồi con làm gì nữa? Con làm gì nhỉ? Con làm trứng. Đúng con, luôn. Con làm trứng á? Con đập trứng. Con đập trứng. Đập trứng cả các thứ này. Yêu đậu của mẹ. Con cá, con cua. Mẹ yêu đậu. Xong rồi đến lượt con cá mà. Hôm nay thì mẹ Đậu đã đi và làm được bộ móng tay này, làm móng chân, các thứ điệu đà này. Xong rồi mua một ít đồ nữa mà ai ngờ về là bố con Đậu đã chuẩn bị mâm cơm. Rất là bất ngờ. Cái việc gây bất ngờ cho mẹ ngày hôm nay thì cũng giúp Đậu và cũng giúp chính bố Duy học được nhiều thứ. Đó là biết cách thể hiện lòng biết ơn đối với vợ và đối với mẹ của mình. Và cũng như là chia sẻ những tình cảm và công việc khác trong những cái việc chung của giữa các thành viên trong gia đình với nhau. Bây giờ thì đã ăn chưa? Ăn đi. Ăn nhá, em ăn thử nhá. À, cái bó hoa này anh có một chút thư từ gửi em. Thì em đọc đi. Trời ơi, chồng mình chưa bao giờ làm hành động lãng mạn này với mình luôn. Hôm nay mình rất là bất ngờ và cảm động. Nhưng mà đây là những lời chân thành của anh viết đúng không? Em đọc thì em biết là chân thành hay không mà. Thư gửi Nam Thương. Đậu ơi, con có muốn nghe mẹ đọc bố viết thư cho mẹ không? Mẹ đọc nhá. Vợ yêu dấu. Anh muốn cảm ơn em vì tất cả những điều tốt đẹp nhất mà em đã dành cho hai bố con. Em đã dành cho hai bố con anh trong suốt thời gian ở bên nhau. Chữ anh hơi xấu tí, em đừng cười nhé. Hôm nay anh có chút bất ngờ cho em với hy vọng là em sẽ vui. Và vui thì em sẽ yêu anh nhiều hơn nữa vì đó luôn là điều anh mong nhất. Cảm ơn em vì đã luôn yêu thương chúng anh. Yêu em. Đậu ơi. Khóc như trời đình vậy. Đậu ơi, ra đây mẹ ôm Đậu nào. Cảm ơn hai bố con nha. Cảm ơn hai bố con Đậu hôm nay đã làm một món quà rất là bất ngờ cho mẹ móng. Thì sẽ bất ngờ bây giờ mình sẽ ăn. Không biết là món thịt kho trứng chồng mình làm như nào. Và cái món này cực kỳ siêu luôn này. Không thể ngờ được là anh có thể làm được cái món này.
Thực ra, thực sự thì cảm xúc của mình lúc đấy nó rất là dâng trào. Và mình nghĩ là nó đã dâng trào và nó tích tụ từ cái lúc mà mình đang nấu bữa ăn rồi. Và cho đến lúc đấy thì không hiểu tại sao mình cũng không kìm nén được nữa. Vì mình cảm thấy xúc động thật. Thật sự mình cảm thấy xúc động vì chính những gì mình có thể làm được. Và mình thấy được cái sự xúc động trong mắt của vợ mình. Và mình cũng cảm thấy cái điều đấy nó lây lan sang mình. Và mình đã không có một chút gì đấy không kìm nén được. Và mình đã đã như vậy. Trời ơi, món dưa với cá này món cực kỳ là kiểu cầu kỳ luôn ấy. Không khó, dễ. Ui, tổ thế này. Món này khó quá à. Ừ là. Sao mình lại tự làm khó mình thế này? Bắn này. 100% là bắn này. Không khó, dễ. Đối với em là món cầu kỳ mà anh làm nghĩ nó là trông món giống mâm cơm như này. Anh nghĩ nó là món khó nhất nhưng mà anh thấy làm dễ. Ok. Đúng là con mí. Nấu canh dưa cá được. Được đấy. Được. Vị được. Vị nước là rất là ngon đây này. Ngon đấy. Còn bây giờ trứng thịt thì em sẽ ăn. Thử trứng với nào. Thử thịt trước. Trứng này anh chưa thử. Thử trước rồi. Em ăn đi, anh sẽ ngồi với em ăn thôi. Nhân gì? Lại có bữa cơm ngon. Thịt rất là mềm, ngon, mỗi tự là cho xì dầu vào. Đúng rồi, cho xì dầu. Là không hợp với khẩu vị của em thôi, nhưng mà ngon. Cho xì dầu. Tóc xấu á. Bất ngờ quá ta. Tóc xấu á. Tóc đẹp mà. Tóc xấu á. Này, lên đây ăn thử cơm không? Không thấy tóc gì cả. Ăn miếng trứng nào. Mấy ngày nay anh khá căng thẳng. Tại vì là anh cũng nói anh căng thẳng mà em không hiểu tại sao không? Vì anh phải nghĩ rằng là làm cái bữa cơm này nó khó quá. Phải nghĩ nghiên cứu công thức. Trứng được đấy. Không biết phải do em thích ăn trứng không nhưng mà em thấy vị được. Món ăn làm cũng được một lúc rồi cho nên là không còn được quá nóng. Mẹ con hóa này nhìn này. Đậu ơi, con muốn ăn thử không? Con bị sao? Bị sao đấy? Bị sao ấy? Đậu bị sao? Không sao tí nào. Đậu sao đâu, bạn nghịch đấy. Nên mẹ đang ăn cơm của đậu này, mẹ đang ăn rau đậu nhặt này. Đúng, đậu nhặt rau đấy. Con muốn ăn trứng. Hơi mềm một tí thôi. Bây giờ đến miếng trứng này. Thử hết tất cả các món người chồng nấu. Thì phải thử hết chứ. Anh có năng khiếu nấu ăn như này mà sao anh không nấu cơm cho em ăn nhỉ? Thú thật với em nhá. Anh thực ra có năng khiếu đấy. Thời lớp 4, lớp 5 anh đã từng nấu một bữa cơm như này cho gia đình rồi. Chứ không phải là... Và sau đấy trở đi không hiểu sao anh không bao giờ nấu nữa. Nhưng mà tại sao anh lại nấu hồi lớp 4, lớp 5? Đấy là bố hướng dẫn cho anh nấu. Anh nên nấu cơm nhiều hơn. Anh vẫn nhớ. Anh nấu cơm được. Ngon. Cảm ơn hai bố con nhá. Ôm nào. Hôm nay có quá nhiều sự thành công. Thành công đầu tiên đó là ở chính bản thân mình. Mình đã vượt qua chính mình và mình đã thử thách được chính bản thân mình. Và thành công ít nhất là những món ăn ở trên bàn hôm nay mình làm được thì đó là công sức của mình. Và về hình thức thì đã đạt. Còn về hương vị thì như mẹ mắm cũng đã đánh giá rồi đấy. Thì ok. Đấy là cái thành công của mình. Và thành công nữa đó là mình thuyết phục được bé Đậu tham gia vào bếp phụ bố. Bắn tim cảm ơn hai bố con Đậu ngày hôm nay. Mẹ rất là cảm động và rất là vui. Cảm ơn hai bố con nhá. Ôm nào. Mẹ
luôn là người tận tâm và dành tất cả thời gian để chăm lo, vun vén cho gia đình. Ngày của mẹ để tôn vinh nét đẹp hy sinh cao quý đấy. Một bố Duy thường ngày chưa một lần vào bếp, nay đã đích thân lăn xả nấu một bữa cơm gia đình thật thịnh soạn để dành tặng cho mẹ mắm. Đậu nhà ta thường ngày chỉ thích làm theo ý của mình thôi, mà nay còn giúp bố nhặt rau, đập trứng và trang trí nhà để tạo bất ngờ cho mẹ mắm nữa đấy. Tình cảm của hai bố con dành cho mẹ mắm là siêu to khổng lồ, và tình cảm ấy chính là món quà to lớn nhất, đẹp nhất và đáng giá nhất mà mẹ mắm nhận được. Remember, no screaming, huh? You just say, Papa, it's moving. Normal. Give me a smile. Keep looking at me. Right. Okay, you ready? Hello. Ready? We hold together. No, I touched it. We hold together now, but then when you give to Mama, you give it, okay? And then we see you. Yeah? Hello. Shh, shh, maybe he hurt his ear if you scream. Hello. Yes, small letters. It's looking at me. Rồi, cao chân luôn, cao chân bậc thang, rồi. I'm ready. Rồi, đi bình thường. I'm ready. Okay, shh, shh. But remember, they cannot hear your voice, okay? Mama cannot hear your voice. So I cannot say that it's often, because if you do it often, then it's not a surprise anymore. So I do it when I think the time is right and when it's a special occasion, but sometimes also just for fun. Trời đất ơi! Cho tôi đi đâu vậy trời? Ok. Cảm ơn son nhiều. Wow, this little guy. Now I need to give it to the kitchen. Oh my god, thank you. I will, Papa. I will. Thank you, thank you. You will give it to the kitchen? God, look at them. Oh my god. Mama, does Mama like lobster? Mama like lobster, you think? Mama, you like it, but be careful, okay? This is my favorite. Okay, but Mama be careful. Mama surprised? So surprising. Oh my god, so surprised. Trang like. Loves seafood, that's number one. But not only that, her real passion is to really eat snail, to go to a local snail shop and feel free, feel relaxed, and doesn't have to dress up and do a lot of makeup. Happy Mother's Day! Happy birthday to you! Happy birthday to you! And then Mama Trang. Happy birthday to you. Mama Trang. So, this is your Happy Mother's Day, okay? Oh, Angelina, you sit here. Look at that. Okay. Papa, so, this is for you. Ta-da. Really? Yes. Really? Because we know how much you love snail, so we thought this is much more surprising than to go and have a very beautiful five-star or something. Now we do very, 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 very this is this is my favorite thing. I know that. I enjoy it even more. I know that. Thank you so much. Thank you. Okay, Angelina, you do? Oh, but you have to push it inside, otherwise Mama will sit on the floor. Ta-da! Okay, can I help you? Come. Not necessarily to go to a five-star restaurant. No offense to five-star restaurants and five-star hotels. We love them as well. Everything has its right place, I would say. So I knew that would make Trang very happy, naturally happy. Ah, okay. Nong Lam, you're very... Wow,
this is delicious. Well, it's good. Shall we all start with cheers? Cheers. Yeah. Cheers. Okay, this is lime soda. Oh, one more time. Angelina. So happy what? Happy Mother's Day. Thank you so much. Thank you so much, guys. You know what? I feel so surprised because I never think that you guys remember Mother's Day. I never think that you guys have the amazing idea like this. And how much she means for us as a mother and also as a wife, okay? And you know that normally Mother's Day is on the second Sunday of May. Yeah, you know the month of May. Easy to remember, right? And do you know what is a Father's Day? That comes later, right? Yeah. Father's Day is surprising for fathers. Yes. Yeah, right. And that we do later. On the third Sunday of June. So number one, it's Happy Mother's Day. Number two, it's Happy Father's Day. Number three, it's Happy Daughter's Day. That's a new day. But I, you happy know what? Happy son's day. Happy daughter's day. Oh, happy daughter's day. You know what? I day. Think that's a great idea. Why don't we start? For whole summer. But you know what? Happy daughter's summer. Day is actually every day. Angelina, what would you like to eat? Bon appetit, cheers. Now you want to do cheers again. Cheers. Bon appetit, Angelina. Enjoy the meal. Thank you so much again. Enjoy the meal for eating, Mama. Meal time. I will start with... And this one looks very long. I think we all start with this one, Angelina. No, wait. I want to start with this one. Okay. Angelina, what is that? What is this? What is this one? Ramon Chatoy. What? Can you say clearly? Ramon Chatoy. Ramon Chatoy. Rau muống xào tỏi. Rau muống xào tỏi. Đúng rồi. Okay. And you know what, Angelina? This is Mama's special sauce. Super, super, super yummy. But who helped you to organize everything? Trời ơi, the secret. You call them to speak English? Yeah, we manage. I have my my special contacts. What did you guys do when Mama not home? What did we do before, earlier today? What did we do? Play tennis. We play tennis, but we also tried to do a game. Forehand! Where we did forehand. It was this one, right? Okay, forehand. She did super well. Backhand. No, we didn't do backhand to it. We just did forehand. So yummy. Yummy, yummy, yummy. And then we did what? What did we do else? What else did we do? We tried to do a pyramid, right? Yeah. And who win? Me. Yeah. Both of us. Yeah, you're right. You hit one, I hit one, right? So same, same. Thank you so much again. Was nice, right? Yeah. This is what I... Nothing love. Against all the beautiful places we go to. We love that also. Yeah. But this is, this is something from our heart because we know how much you really love this. This one very you yummy, love right? One. Amazing, you love. When Papa came to Vietnam the first time, this was the first dish I fell in love with. Yeah. Together with fresh spring rolls and pho ball. But this one especially, I was crazy about. Yay, congratulations! Papa became a Vietnamese people! Yeah. Papa became Vietnamese Congratulations! Right? We all love Vietnam and Sweden. That's right. And you are Vietnamese and Swedish, right? Mm. But we all live in Vietnam together. I'm super happy about that. Right? Because we're all together. Yeah. Nè nè. Lấy vợ Việt Nam là phải chịu ha, phải theo vợ ăn ốc. Absolutely, whatever you say. Like, get married to Vietnamese wife, you have to eat snail. 100%. Especially, no, I don't think married with Vietnamese. I think you need to add and say married to Duan Trang, you have to love snail. Đối với gia đình của cô bé Mặt Trời thì dù là bữa tối thịnh soạn ở một nhà hàng 5 sao hay chỉ là một quán ốc bình dân gần nhà, chỉ cần được ở cạnh nhau thôi cũng đã là những giây phút tuyệt vời nhất. Cảm ơn son nhiều. I choose you.
chuyên gia tới đây. Là tuy có thể đoán được cái xu hướng là mình sẽ nhận được cái gì, nhưng thực sự mà nói, nhìn cái biểu cảm thỏa mãn vô cùng của chị Đoan Trang khi xuất hiện cùng với cái bất ngờ mà hai cha con dành cho mình đó. This is your happy Mother's Day, okay? Tôi thấy rất là thích và rất là xúc động. Đôi khi chúng ta quá kiềm chế cảm xúc của mình, đặc biệt là cái mối quan hệ tình cảm gia đình á, đôi khi chúng ta rất là kềm nén về cái sự thể hiện. Thì vì vậy tôi rất thích cái sự thể hiện của chị Đoan Trang. Khi mình thể hiện nó ra một cách rõ nét, nó đem lại một cái sự lan tỏa lớn cho người khác. Niềm vui mà chia đến người khác thì niềm vui nhân đôi, phải không ạ? Cho nên khi chúng ta thực sự bất ngờ và thỏa mãn với cái điều người khác làm cho mình, thì hãy chia sẻ với họ cái điều đó. Họ sẽ rất vui và có thêm động lực. Ủa gì vậy trời? Trời ơi, đừng nói tôi mở ra một cái có người nhào ra chắc tôi chết liền tại chỗ. Thấy chưa, mẹ biết ngay mà. Đen đen. Đây. Cái gì vậy? Ngày của mẹ. Trời ơi, thấy không tôi nghĩ. Đây nè, tặng nè. Ôi, cảm ơn nha. Bất ngờ. Còn một món quà nữa. Cái gì nữa? Anh đi. Của mẹ đây. Uống đi. Anh đi tự làm thiệt hả? Của anh đi tự dắt đó, anh cắt cho anh đi dắt. Hay vậy? Thật sự ra thì luật với lại anh đi mà làm bất cứ cái gì thì vợ luật là Trang không bao giờ bất ngờ đó. Tại vì khi mà nhìn thấy được đèn treo này kia kia nọ là biết là sẽ có trò rồi. Tại vì ở nhà thường là luật và anh đi rất bày rất là nhiều trò để mà quậy ở nhà, và Trang là cái người mà thu dọn. Bây giờ cả nhà mình coi phim nha. Cái gì vậy? Thử thách rất khôn. Lâu quá rồi con chưa tặng mẹ một món quà nào, nhưng mà mẹ đã tặng con rất nhiều món quà rồi. Còn ba chưa một món quà nào. Con đang nói chuyện với mẹ sao tự nhiên đấu tố nhau chi vậy? Đây, thử thách đầu tiên của anh là làm món ăn sáng cho anh Đề bị fail nha em. Mua lộn bò. Bò gân mà làm bít tết ăn không được. Nãy giờ hai cha con nhai muốn kẹo bằng họng luôn. Thôi con nói trước đi. Con nói cảm ơn mẹ trước đi. Con cảm ơn mẹ vì đã chăm sóc cho con thời gian qua. Con có nhớ kỷ niệm nào với mẹ không? Dạ nhớ lúc quay cả gia đình mình đi ăn tteokbokki ở Hàn Quốc. Ừ, còn con nhớ nhất kỷ niệm đó hả? Con có muốn thay đổi điều gì trong tương lai không? Con mong ba con sẽ thương con nhiều hơn. Ba lúc nào cũng thương con mà, miễn con đừng có quậy ba thôi là được rồi. Sao mẹ cũng vậy. Mẹ cũng thương con nhiều hơn, tới được ba nói vậy đi. Ok, giờ tới anh nha. Cảm ơn anh đã bước vào cuộc đời của anh, thay đổi cuộc đời của anh, sắp xếp lại cuộc đời của anh. Nói chung là từ lúc mà quen rồi tới lúc cưới, anh là một con người hoàn toàn khác với quá khứ. Và cảm ơn em đã luôn hiểu và thông cảm cho anh trong những lần anh vấp ngã. Cảm ơn em rất nhiều. Anh chỉ muốn nói là anh rất là yêu em, và ngay cả con cũng rất là thương em. Hy vọng là trong thời gian sắp tới em cho tiền hai cho con anh mua đồ nhiều một chút. Cảm ơn. Mẹ nhớ chơi gọt tiền để mua cái súng nha. Còn anh thì chỉ muốn một chiếc xe thôi. Cái câu cưới là phá hết cảm xúc luôn á chú. Không nghĩ tới là Andy có thể tự tay dắt cam, rồi hai cha con quay clip. Đây là cái điều bất ngờ lãng mạn mà Trang nhận đầu tiên của hai cha con phối hợp với nhau.
làm cho Trang rất nhiều cái cảm xúc khi mà nghe hai cha con thổ lộ về cái lòng của mình đối với Trang, những cái suy nghĩ của mình mà từ xưa giờ là không ai nói cho Trang biết cái điều đó. Anh rất là yêu em và ngay cả con cũng rất là thương em. Anh Luật đã nói những cái nỗi lòng của Luật hồi nãy Trang đã nghe rồi, và bây giờ Trang cũng muốn gửi những lời này đến với lại anh Luật cũng như là Andy. Là Andy và anh Luật là hai người đàn ông quan trọng nhất trong cuộc đời của Trang. Có lẽ là mẹ Trang cũng không thể nói lên được hết cảm xúc ngay lúc này khi nhìn thấy được những thành quả mà hai bố con đã cố gắng làm ra. Và mẹ sẽ bất ngờ hơn nữa khi xem lại những khoảnh khắc của cả hai bố con để thấy rằng cậu con trai Andy đã mạnh mẽ như thế nào. Và ngày hôm nay, hai bố con cũng đã rất hòa hợp đấy chứ. Rồi, xong rồi bây giờ mẹ để nguyên cái vương miện vậy đi rồi mình kéo nhau ra nhà hàng ăn chứ hả? Ủa, chứ hai cha con nhà nguyên ngày không có nấu gì ăn nữa hả? Không dám nấu. Tại thực sự ra là nấu cái buổi sáng không là hai cha con đi ra ngoài tiệm ăn rồi. Rồi trưa thì mua cơm hộp về ăn cũng hơi sai luôn. Bây giờ chiều tối mà nấu nữa thì tới khuya mới ăn được. Cho nên thôi tốt nhất là dành đi ra tiệm ăn đi. Ủa vậy hả? Ừ. Mà thiệt luôn hả? Thiệt chứ, ra tiệm ăn. Trời, có em rồi là anh với anh đi khỏe liền chứ đâu có cần phải. Thôi thì ra tiệm ăn thái thì xuống. Để vậy đi em, đó là tấm lòng của người ta. Thôi, tự nhiên đi ngoài đường cái đeo này. Em có biết là Andy nó nói những cái cục là cái gì không? Gì? Andy này cục này cục gì Andy? Cục xác xíu. Là cục kế bên là hát cả, còn cục kế bên nữa là bánh bao. Dễ thương ha. Của Andy cắt đó. Anh chỉ làm vòng đầu thôi. Rồi. Cảm ơn Andy nhiều nha. Chạy nhà đi ăn nào. 6 mẫu chuyện nhỏ đáng yêu của 6 gia đình đã tạo nên một bức tranh với thật nhiều bất ngờ và ý nghĩa dành tặng cho mẹ. Cả 6 cặp bố con nhà Cam, Xoài, Đậu, Son, Andy và Andy Khánh đã không còn xem đây là một thử thách cần phải vượt qua, mà tất cả đều xuất phát từ sự chân thành và mong muốn gửi một lời cảm ơn sâu sắc đến với mẹ. Vậy là thêm một chương trong hành trình thử thách lớn khôn đã khép lại. Nhưng chắc chắn hành trình đầy khó khăn ấy sẽ chưa dừng lại tại đây. Vẫn còn rất nhiều những nấc thang ở phía trước đang đợi các bé chinh phục. Hãy cùng dõi theo và ủng hộ cả 6 thiên thần nhỏ của thử thách lớn khôn nha. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với lớp học của tôi. Thầy chủ nhiệm xin được dạy cho các bác kiến thức cuộc sống qua bài học cầm đũa. Hôm nay thì thầy Kiên sẽ dạy các con lớp gấp quần áo. Thì hôm nay mình sẽ đóng vai thầy giáo để dạy buộc dây giày. Bài học hôm nay rất đơn giản là mình sẽ phân biệt tay trái, tay phải, chân trái, chân phải. Giúp cho các bé biết được sự gọn gàng ngăn nắp là như thế nào. Em đi mập ơi. Em đi xuống à. Ngủ thật rồi. Ngủ thật luôn. Rồi, mình sẽ tự kiểm tra bài tập của Andy. Oh my god. Đón xem tập 11 Thử thách lớn khôn sẽ được phát sóng vào lúc 20:25 thứ 6 ngày 5 tháng 6 năm 2020 trên kênh HTV7. Được phát lại vào lúc 20:50 chủ nhật ngày 7 tháng 6 năm 2020 trên kênh Hà Nội 1. Dutch Lady sửa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chương trình được tài trợ độc quyền bởi nhãn hàng Dutch Lady sữa cô gái Hà Lan, nền tảng vững vàng, sẵn sàng bứt phá. Chút nữa tôi sẽ không còn gì là khó.